Rồi bữa nay cũng có khách vô lửa máy nha anh em. Rồi chào anh em, xong con máy về Đức Hòa Long An nha. Đây khách đây ha. Đây máy này đây. Giờ em sẽ làm bảo dưỡng cho em nó. Rồi đây là máy Long An nha. Bây giờ em bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng cho máy này nha. Đây trước hết thì em mở hàm ra rồi ha. Đang chuẩn bị nha. Máy này thì em về Long An vừa có chụp hình với khách rồi. Xong tức thì luôn. Hộp số đã mới mở ra luôn. Hộp số em làm miễn phí nha. Hộp số là làm không có tính gì hết luôn. Rồi chào anh em, buổi trưa thì hôm nay cái máy Long An đã chính thức làm xong rồi ha. Thì bây giờ đang chuẩn bị lên xe về nhà cho khách đây. Máy này thì em làm khoảng chừng ta 9 ngày rồi ha. Bây giờ đông máy quá cho nên là không kịp nha anh em thông cảm ha. Hoàn tất tất cả các công đoạn bảo dưỡng. Đây dàn chân cũng đã làm hết tất cả luôn. Sơn mới. Rồi em chào quý anh chị nha. Thì bữa nay em về lên xe một cái máy về Đức Hòa của Long An nha, DC70. Em đã làm bảo dưỡng xong hết trơn rồi. Em chào anh chị. Máy này em đã làm bảo dưỡng xong hết, em có quay video phía sau á, anh chị đón xem nha. Giờ thì máy đã hoàn thành rồi, em chỉ việc giao về nhà khách thôi nha. Rồi xong quý anh chị ơi, máy này em đã lên xong rồi nha. Về Đức Hòa của Long An. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gạch cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn ha. Anh em cứ thích thì đến test máy à. Nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây anh em dễ nhận diện nha.